ở đằng kia nữa mà. Anh ơi đi anh mày ơi. Dạ. Làm sao? Con này nó lại đứng im, nó không gào nhỉ. Anh vào đi. Cơm cho con này. Nghịch thôi, còn khiếp luôn. Lên thần tài tí mẹ mới lên con ạ. Ở ngoài nhà rét à con? Ủa đi sâu vào trong kia nhiều lắm nhưng mà thôi. Kia anh à? Có chiều đi Hội An mà con, ngủ ở Hội An mà. Đang bảo anh Hữu bút phòng cơ mà. Đó. Cây đa. Cứa giống ở trên chỗ đa nhé. Mấy chả cây đa, lá đa đấy thầy. Con mặc áo khoác đi làm á. Ở trong này thời tiết đấy con thấy cũng mát lắm con. Cái bác này nằm im không kêu ca này. Lên cầu này để ngắm. Lên cầu này để ngắm đúng không? Cầu lên luôn đây. Núi này kinh. Đây cầu này, tôi lên để làm gì? Có gì đâu. Để đi hội quán á con. Đấy là các bác về sớm được thì đi sớm nhỉ, bác về muộn được chị. Bây giờ đây, thật ra thầy có xe ở đây thôi. Ai bán? Thầy bậc công tác thầy này. Mẹ tắm khoáng rồi, tắm khoáng suốt cả buổi sáng. Khoáng nóng, khoáng lạnh rồi là đi mát xa ghế. Ai bán xèng đâu? Anh ra những con đằng kia đi. Con to kìa. Hả? Chụp ảnh nha, thôi chào cả nhà nha.